Là trong suốt một năm qua mình làm việc nhiều rồi, thì các anh chị ở phóng viên báo đài nè, những đối tác nè, những người bạn của Thành đã giúp đỡ Thành rất là nhiều. Đặc biệt là với cái dự án vừa rồi, dự án nhà bà nữ, thì mọi người thật sự là đã support Thành rất là nhiều. Nguyên một đêm qua mình ngủ không được là bởi vì đọc quá nhiều những bài báo hay. Thì những người nói dở phải nói trước, để những người nói giỏi thì chán sau, nhưng mà làm ngược lại. Em nghĩ anh với em ai nói dở hơn? Em nói giỏi hơn. Từ đâu ra mà em nói giỏi hơn anh? Em nói với anh mà đúng không, là chỉ là trừ khi là em đi qua hay nói với tôi là tao alo everyone hay nói với tôi trong mấy buổi tối hay vợ chồng ngồi tâm sự nhau, everyone nói là hên cho mày, tao không phải là người Việt đó. Dạ, em nghĩ là ổng mà nói tiếng Hàn Quốc thì làm sao mà thắng được em, do là em nói tiếng Việt nên em không thể nào mà ít khi, không phải là không thể nào mà là ít khi thắng được ảnh thôi. Đầu tiên thì em cũng rất là muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người, anh chị nhà báo và nhãn hàng đã giúp Harry có thể là càng ngày càng có thể là được hỗ trợ rất là. Từ nhìn bản thân em cảm thấy em không có bị mắc cỡ. Em muốn là một người là luôn luôn tiến bộ hơn, lúc nào cũng muốn là Harry Won có thay đổi so với trước. Có thể là phát âm em nói chuyện bình thường thì em vẫn lớn lớn đúng không anh? Lớn lớn nhiều không? Cái đó bất biến. Cái đó thì cũng như là bất biến. Nhưng mà em nghĩ là ngoài cái bất biến đó thì những cái gì mà em có thể làm trong khả năng mà em có thể tiến bộ nhiều hơn thì em sẽ cố gắng làm hết sức mọi thứ. Và thật ra thì mỗi lần em ra MV hay gì đó thì thật ra thì anh Thành cũng giúp đỡ em trong cái không phải là tiền bạc mà là liên quan tới tinh thần, giúp đỡ em rất là nhiều. Có tiền bạc. Tiền bạc là tôi tự lo. Dạ. Tiền cái vừa rồi là MV hay là tất cả mọi thứ là em tự lo, không có anh á. Những lúc có em phải nhớ. Những lúc có thì cái đó xưa quá em không nhớ. Dạ, có sao đây thì em xin nhớ tiếp. Cảm ơn anh Thành trước nha. Vậy mà nó nói dở đó. Dạ, với lại thêm cái nữa lại đi rất sớm. Rồi thì coi như là em ít khi cũng tâm sự được với anh Thành nhiều thứ. Đôi khi anh dễ mệt quá, em cũng mắc nói. Tại vì ở nhà em không có nói chuyện với ai, chỉ có nói chuyện với anh Thành thôi. Cho nên là kêu anh dậy đi anh nói chuyện xí nè, anh nói chuyện xí. Nhưng mà thấy cũng ổn tội quá. Em cũng đôi khi em phải cho anh ngủ, anh hiểu không? Là do là em thương anh nhiều quá nên mới vậy thôi. Cho nên á, em muốn là dạ, thật ra thì anh Thành là một người quá có tâm với nghề. Và thật sự thì anh Thành là sao tâm. Em thấy ảnh là em nói với ảnh luôn, em lúc nào cũng nói với ảnh là em thấy anh Thành là một người em riêng em cảm thấy rất tiếc. Tại vì nếu mà anh Thành á không có lấy em mà anh Thành có thể có nhiều mối quan hệ thì anh có nhiều cảm xúc để làm được những cái sản phẩm tốt hơn. Em có thể là nói là em là một người fan girl của anh Thành. Tại vì ảnh là một người thực sự là anh sinh ra để làm nghệ thuật, cho nên em cảm thấy lúc nào cũng mà thôi ước gì anh độc thân thì tốt biết bao nhiêu. Và anh ấy cũng lúc nào cũng nói là cái bà vợ này khùng quá rồi này nọ. Dạ thì em chỉ muốn nói với mọi người là dạ lần này sản phẩm của anh Thành cũng có rồi, thì mọi người có gì thì ủng hộ sản phẩm nhà bà nữ của ông xã em. Và em chỉ muốn là em với anh Thành sẽ cố gắng hết sức để nghệ thuật của mình có thể đóng góp được một phần nào đó. Dạ xin cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn anh. Đó, nói nãy giờ mà nói dở. Nói nãy giờ không có nhiều nha. Thật ra ngày hôm nay sẵn có mấy anh chị đây thì Thành cũng xin nhân cơ hội này thôi, coi như là cảm ơn bà xã đi ha. Đây là một bà xã rất là dễ thương thật sự. Cái này là nói thật lòng. Đây là một người phụ nữ rất là tinh tế và rất là support cho cái người bạn đời của mình. Nếu như Thành sẽ không thể thăng hoa được trong nghệ thuật nếu như gặp một cái người bà xã mà lúc nào cũng về nhà mè nheo hay là gây khó khăn hay là kiếm chuyện. Đây là một người phụ nữ mà khi mình ở cạnh, Thành phải nói với Harry rất nhiều lần điều này. Khi anh ở với em, anh được là anh nhất. Anh được sống đúng với con người của mình nhất. Anh được làm những việc anh yêu thích và anh được sự đồng cảm tuyệt đối từ em.